Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục bản tin du học của New World Education. Nằm trong top các quốc gia được yêu thích khi đi du học năm 2022, không chỉ gây ấn tượng với chất lượng giáo dục hàng đầu, Canada còn là điểm đến làm việc, định cư đầy hứa hẹn cho du học sinh trong thời gian tới. Từ tháng 7 năm 2022, chính phủ Canada đã ban hành hàng loạt các chính sách tích cực như một động thái để giúp giải quyết sự thiếu hụt nhân lực đang diễn ra tại quốc gia này. Những chính sách đó là gì? Mời quý vị điểm qua những thông tin mới nhất ngay sau đây. Canada sẽ tiếp tục mục tiêu nhập cư được nêu trong kế hoạch nhập cư giai đoạn 2022-2024. Theo đó, nước này dự kiến sẽ chào đón kỷ lục 431.645 người trong năm nay. Kế hoạch nhập cư giai đoạn 2023-2025 sẽ được công bố trước ngày 1 tháng 11-2022. Thông báo đưa ra ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada IRCC ông Sean Fraser đã vạch ra chiến lược chuyển đổi sang định cư lâu dài cho người lao động và sinh viên quốc tế có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực thiếu hụt tại Canada. Cùng với đó, IRCC đang làm việc để tăng lượng nhập cư sử dụng tiếng Pháp bên ngoài Quebec và thêm chương trình đề cử mới. Chính phủ cũng đang tiếp tục làm việc với các tỉnh, vùng lãnh thổ và người sử dụng lao động tại Canada để hoàn thiện các chương trình định cư trong năm nay. Liên tục các thông tin về định cư, theo thông báo được đưa ra vào ngày 26 tháng 8, 2022 tại Timmins, chương trình định cư thí điểm Rural and Northern Immigration Pilot RNIP đã chính thức được gia hạn đến tháng 8, 2024. Thông báo được đưa ra từ IRCC, việc mở rộng RNIP được cho là giúp cộng đồng ở nông thôn và miền Bắc dễ dàng hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Trong khi các cộng đồng này đang phải đối mặt với những thách thức về kinh tế và nhân khẩu học, việc mở rộng sẽ bao gồm các biện pháp như mở rộng danh giới địa lý của 7 thành phố, giúp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động dễ dàng hơn trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thương mại. IRCC đang tăng cường năng lực xử lý, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và hiện đại hóa hệ thống nhập cư thông qua các cải tiến về công nghệ. Mục đích là để cải thiện thời gian xử lý hồ sơ, cho phép những người mới nhập cư trở thành người Canada càng sớm càng tốt. Theo đó, chính phủ sẽ cải cách hệ thống Express Entry để cho phép IRCC mời ứng viên dựa trên mục tiêu kinh tế vào đầu năm 2023. Hiện nay, cơ quan này cũng đang có kế hoạch thông qua hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC vào ngày 16 tháng 11, 2021. Hệ thống phân loại nghề nghiệp mới này sẽ cho phép 16 nghề nghiệp mới đủ điều kiện cho Express Entry và loại bỏ 3 nghề nghiệp đủ điều kiện trước đó. Tin vui cho các bạn du học sinh, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong nước, từ ngày 7 tháng 10, 2022, Canada tạm dỡ bỏ quy định về thời gian làm thêm của du học sinh đến hết 31 tháng 12, 2023. Theo ông Sean Fraser, từ ngày 15 tháng 11, 2022 đến hết 31 tháng 12, 2023, sinh viên quốc tế đang ở Canada sẽ không bị giới hạn bởi quy định làm thêm 20 giờ mỗi tuần. Những công dân nước ngoài đã nộp đơn xin visa du học từ ngày 15 tháng 11 cũng sẽ có thể hưởng lợi từ những sự thay đổi tạm thời này, miễn đơn của họ được chấp thuận. Tuy nhiên, sinh viên có nghĩa vụ phải cân bằng giữa việc học và làm thêm để đảm bảo rằng tiến trình học tập của họ không bị ảnh hưởng. Chính quyền tỉnh bang Alberta đang thành lập văn phòng giáo dục quốc tế ABIE để thu hút các sinh viên và nhà nghiên cứu quốc tế tài năng đến học tập tại đây. Từ nguồn tài trợ này, $1 triệu sẽ được sử dụng để thành lập tổ chức phi lợi nhuận ABIE với vai trò quảng bá hệ thống giáo dục đại học, thu hút học sinh tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. $500,000 Canada còn lại sẽ được phân bổ cho Học viện Công nghệ Southern Alberta Institute of Technology SAIT để lập kế hoạch và phát triển sáng kiến này. Chiến lược giáo dục quốc tế được chính phủ Alberta công bố vào tháng 6 2020 nhằm cam kết hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng trong nỗ lực thu hút nhiều hơn sinh viên quốc tế nước ngoài có trình độ đến tham gia học tập. Chính phủ Saskatchewan cam kết đầu tư gần $9 triệu cho một loạt các khóa học đào tạo phát triển chuyên môn cho những người học tập và làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Đây là một phần trong cam kết của chính phủ Canada và tỉnh bang Saskatchewan nhằm triển khai hệ thống chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non trên toàn Canada, cung cấp khoản đầu tư liên bang gần $1,1 tỷ trong 5 năm cho các chương trình và dịch vụ học tập, chăm sóc sức khỏe trẻ em dưới 6 tuổi ở tỉnh bang này. Tỉnh bang Saskatchewan cũng đã hợp tác với các trường College Mathieu, Saskatchewan Indian Institute of Technology, Saskatchewan Polytechnic để cung cấp các cơ hội đào tạo giáo dục mầm non miễn phí. Các chương trình sẽ áp dụng vào năm học 2022-2023. Cũng theo thông báo từ chính phủ Saskatchewan, từ ngày 1 tháng 9-2022,
Phí giữ trẻ cho độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi sẽ tiếp tục được giảm trung bình 70% so với mức hồi tháng 3/2021, khi chính phủ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới dịch vụ giữ trẻ chất lượng, giá cả phải chăng cho các gia đình có con nhỏ đang sinh sống tại Saskatchewan. Điều này giúp tỉnh bang này đang tiến dần đến mức phí $10 Canada một ngày, thấp nhất cả nước trong giai đoạn 2025-2026. Cũng vào ngày 7 tháng 10/2022, Bộ trưởng Lao động Canada đã ra thông báo sẽ tăng mức lương tối thiểu tại 6 tỉnh bang Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick và Newfoundland and Labrador. Động thái này nhằm giải quyết sự bùng nổ về chi phí sinh hoạt tăng cao khi nước này đang đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 40 năm qua. Cụ thể, mức lương tối thiểu tại 6 tỉnh bang sẽ có thay đổi như sau. Từ ngày 1 tháng 1/2022 đến cuối tháng 8/2022, hơn 452.000 đơn xin thị thực du học đã được xử lý, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021. IRCC đã xử lý gần 119.000 đơn xin gia hạn giấy phép du học vào năm 2021, với tỷ lệ chấp thuận là 97%. Từ ngày 1 tháng 1/2022 đến hết tháng 8/2022, hơn 135.000 đơn đã được xử lý, với tỷ lệ phê duyệt là 96%. IRCC cũng đang thí điểm một dự án để tự động hóa quá trình gia hạn giấy phép du học. Các loại đơn đăng ký được đưa vào chương trình thí điểm này luôn có tỷ lệ chấp thuận cao và thời gian xử lý nhanh hơn. Theo đó, đòi hỏi các nhân viên của IRCC và các bên liên quan phải nỗ lực không ngừng và cải tiến dịch vụ nhằm củng cố hệ thống nhập cư của Canada, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm lượng đơn đăng ký tồn đọng và nâng cao trải nghiệm của các đương đơn. Để khuyến khích du học sinh quốc tế, hàng năm nhiều trường đại học cao đẳng tại Canada đều có các chương trình học bổng giá trị. Mời quý vị điểm qua những học bổng tiêu biểu ngay sau đây. Với những thay đổi tích cực từ chính phủ Canada mới đây, nền kinh tế hàng đầu Bắc Mỹ với chính sách việc làm, định cư rõ ràng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn không chỉ riêng với du học sinh Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của bản tin cũng đã hết. Để tìm hiểu thêm thông tin du học Canada cũng như săn học bổng ghi danh vào các trường, đừng ngần ngại liên hệ ngay với New World Education qua tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc truy cập vào trang web newworldedu.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.